Tối ngày 2 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục bước vào tập luyện sau khi được nghỉ xả hơi một ngày trước. Thủ thành Bùi Tấn Trường là người được chỉ định trả lời phỏng vấn. Khi được các phóng viên hỏi về sự vắng mặt của Văn Lâm, người gác đền của câu lạc bộ Hà Nội cho biết: "Có Văn Lâm hay không có Văn Lâm, tôi vẫn phải nỗ lực hết sức mình để giúp đội tuyển quốc gia trong 3 trận đấu tới. Tuy nhiên, sự có mặt của Văn Lâm sẽ tăng tính cạnh tranh khiến tôi nỗ lực nhiều hơn. Chưa chắc Văn Lâm qua UAE sẽ chắc suất bắt chính. Lúc này, mình không rõ ai sẽ thi đấu trong trận đấu tới. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra." Bùi Tấn Trường cũng cho biết, tinh thần của toàn đội đang rất tốt và hưng phấn. Các cầu thủ cũng dần thích nghi được với việc lệch múi giờ và thời tiết tại UAE. Ngoài ra, thủ môn sinh năm 1986 cũng mong muốn khán giả đặt niềm tin vào mình: "Cái tôi tự tin nhất là khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Còn bây giờ, thực sự nói trước không có hay. Mọi người hãy tin và xem Tấn Trường thể hiện. Tôi sẽ cố gắng để mọi người có niềm tin vào mình." Đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện di chuyển sang khách sạn Crowne Plaza, địa điểm đóng quân của các đội ở bảng G do chủ nhà UAE bố trí. Đồng thời, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên kế hoạch chia ekip thành hai nhóm để do tham đối thủ, bởi ở lượt trận ngày 3 tháng 6 sẽ diễn ra hai cặp đấu giữa UAE gặp Malaysia và Thái Lan gặp Indonesia. Còn đội tuyển Việt Nam phải tới ngày 7 tháng 6 mới thi đấu. Việc xem dò đối thủ sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở các trận đấu quan trọng sắp tới. Mới đây, Subhachok cũng bất ngờ lên tiếng về cuộc đụng độ với đội tuyển Việt Nam hồi năm 2019. Subhachok là một trong những trụ cột trên hàng công đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Nishino rất yêu thích cầu thủ này và sử dụng anh trong phần lớn hành trình ở vòng loại World Cup 2022. Trong chia sẻ của mình, Subhachok nói: "Bàn thắng ghi được vào lưới Indonesia rất quan trọng với tôi. Cảm giác khi ấy như tôi thoát được khỏi một ngọn núi đang đè vào lồng ngực. Ở trận đầu tiên hòa không bàn thắng với Việt Nam, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Bàn thắng đó giúp tôi giải tỏa áp lực và quay trở lại với phong độ tốt nhất." Pha dứt điểm mà Subhachok nhắc đến là tình huống cuối trận khi anh đối mặt với Văn Lâm nhưng lại sút không thành công. Sau trận đấu, Subhachok phải lên tiếng xin lỗi cổ động viên nhà. Ở hai lượt trận, Subhachok đều thi đấu khá tốt nhưng Thái Lan đều phải chia điểm với Việt Nam. "Tôi phải cảm ơn huấn luyện viên Nishino. Từ khi tiếp quản đội, ông ấy đã tạo điều kiện cho tôi thể hiện tài năng. Tôi hài lòng với phong độ của mình. Số bàn thắng của tôi cũng tốt dần lên qua mỗi mùa bóng. Một năm khó khăn bởi dịch Covid-19, nhưng tất cả đã vượt qua được và tôi vui vì mình đã ghi được rất nhiều bàn thắng, trong đó có một hat-trick." Ở 3 trận đấu còn lại, Subhachok sẽ là quân bài quan trọng của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, anh sẽ mất đối tác trên hàng công là tiền đạo Thirasin Dangda. Bên cạnh đó, Chanathip không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối, còn Thiraton Bunmathan từ chối tập trung cùng đội tuyển vì dịch bệnh.